quý vị, nhằm đảm bảo mỹ quan, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, tiến tới tuyến phố kiểu mẫu cũng như đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện đang triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp giải tỏa chống lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Trước đây tại một số tuyến phố chính như Nguyễn Lương Bằng, Tuệ Tĩnh, Chu Văn An, rất nhiều hộ dân đã sử dụng lòng lề đường, vỉa hè để đặt biển quảng cáo, mái che, mái vẩy với mục đích bày bán hàng hóa, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn tai nạn giao thông và mất mỹ quan đô thị. Từ giữa tháng 3, Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện đã tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống kinh doanh trên các tuyến phố ký cam kết không vi phạm. Đến nay, đã có hơn 70% số hộ kinh doanh đã tự giác tháo dỡ hàng trăm biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, đồng thời cam kết không tái lấn chiếm. Chúng tôi rất hoàn toàn nhất trí với cái việc làm của Ủy ban nhân dân huyện cũng như là của Ủy ban nhân dân thị trấn. Rất là đồng tình với cái việc làm giải tỏa hành lang giao thông để hè thông đường thoáng. Cái thứ hai là làm đẹp cảnh quan môi trường đô thị và người dân thì đi lại thuận tiện hơn. Rất mong rằng là cái việc làm này được huyện và Ủy ban nhân dân thị trấn phát huy được lâu dài để mọi người cùng hưởng ứng và chấp hành tốt cái việc làm này. Để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường, hàng ngày Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện bố trí lực lượng liên tục kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hộ vi phạm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân đồng tình không bày bán hàng trên vỉa hè, từng bước xây dựng tuyến phố kiểu mẫu, đảm bảo an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện xác định giải quyết vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ là nhiệm vụ chính của địa phương, từ đó kiên quyết chỉ đạo tổ chức ngăn chặn và giải tỏa vi phạm. Qua công tác tuyên truyền rồi qua các hội nghị thì chúng tôi thấy rằng là nhân dân đều thể hiện cái nhất trí cao và đồng thuận ủng hộ cái chủ trương của Đảng, của chính quyền về việc giải tỏa hành lang giao thông và lập lại cái trật tự đô thị. Và để duy trì kết quả đã đạt được trong cái đợt cao điểm này thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ thành lập các cái tổ công tác thường xuyên là xử lý các cái hành vi là tái lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông cũng như là trên vỉa hè và đảm bảo được đường thông hè thoáng và đảm bảo cái mỹ quan đô thị cũng như đảm bảo cái an toàn giao thông cho người dân khi qua lại địa bàn thị trấn. Việc lập lại trật tự an toàn giao thông, xây dựng tuyến phố văn minh, tiến tới là tuyến phố kiểu mẫu, đảm bảo mỹ quan đô thị là khẳng định trách nhiệm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện và nhận thức của nhân dân trong công tác bảo vệ hành lang giao thông và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường bộ.